Chương trình từ thủ đô với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi nói về vụ án Triều Đại Việt bị xét xử ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì đầu tiên là bị cáo Nguyễn Khanh, 56 tuổi, tức là người được phong cho chức tỉnh trưởng tỉnh Đồng Nai, kiêm chuẩn tướng, đóng ngoặc và mở ngoặc của Triều Đại Việt. Xin thưa với quý vị là như thế. Tuy nhiên, ở đây có một cái sự hơi ngớ ngẩn. Triều Đại Việt nghe có vẻ giống như thời phong kiến, nhưng mà chức tỉnh trưởng Đồng Nai và chuẩn tướng nghe giống như thời trước năm 1975. Tức là những chức tước nó không đi theo với cái triều đại. Thì bị cáo Nguyễn Khanh đã thừa nhận là làm việc cho tổ chức khủng bố Triều Đại Việt và sai người gây nổ ở trụ sở công an vì mục đích kiếm tiền. Thì đương nhiên là chúng ta cũng biết rằng những vị này là không vì lý tưởng mà vì mục đích kiếm tiền. Việc thừa nhận của họ thì cũng coi như là mọi người đều đã biết rõ. Thì trưa ngày 21 tháng 9, phiên xét xử bắt đầu phần xét hỏi sau khi mà Viện Kiểm sát Nhân dân công bố cáo trạng 44 trang nhằm truy tố Nguyễn Khanh và 19 bị cáo khác về cái tội gọi là âm mưu khủng bố chống chính quyền nhân dân và chế tạo tàn trữ mua bán trái phép vật liệu nổ theo Điều 113, Điều 305 Bộ Luật Hình sự 2015. Thì trả lời cho hội đồng xét xử, bị cáo Nguyễn Khanh cho biết là đã quen biết với lại Ngô Văn Hoàng Hùng, 68 tuổi, tức là Ngô Hùng ở Canada, qua mạng xã hội. Và sau đó là đã được Ngô Hùng kết nạp vào tổ chức khủng bố Triều Đại Việt từ tháng 2, 2018. Sau đó là hứa phong chức tỉnh trưởng tỉnh Đồng Nai. Tức là khi mới tham gia là đã được hứa phong chức, chỉ cần làm một cái nhiệm vụ gì đó cho tổ chức thì lại được chính thức phong, thưa quý vị. Nhiệm vụ chính của Nguyễn Khanh là mua thuốc nổ, thực hiện các hành vi khủng bố, tuyển người vào tổ chức và mai cờ hiệu ngũ sắc. Thì chuẩn tướng, đóng ngoặc và mở ngoặc Nguyễn Khanh đã được Hùng gửi cho 144 triệu đồng tiền Việt và 600 đồng tiền Canada để làm cho chi phí hoạt động của tổ chức tại Việt Nam. Nguyễn Khanh sau đó đã đặt Nguyễn Trung Trực mua 5 ký thuốc nổ, 45 kíp nổ rồi về pha chế chung với 7 ký thuốc nổ còn dư trong cái quá trình mà phá đá đào giếng từ năm 2007 và chia vào 10 hũ nhựa và giao cho Nguyễn Bá Giang là một thành viên khác của tổ chức để người này mua remote, tức là cái bộ viễn khiển từ xa, chế tạo bom kích nổ từ xa. Thật sự nói từ xa nhưng mà chỉ trong tầm 200-300 mét, thưa quý vị. Thì sau khi hoàn thành, Nguyễn Khanh hẹn gặp Giang ở khu vực gần nhà thờ Thái Hòa, tỉnh Đồng Nai để nhận 8 trái nổ mang về nhà cất giấu. Ngày 19 tháng 6, 2018, Nguyễn Khanh chỉ đạo cho Giang giao 2 quả nổ còn lại cho Vũ Hoàng Nam, Dương Khắc Minh là 2 thành viên mà được Ngô Hùng giới thiệu để mang về Sài Gòn. Trưa hôm sau, 2 thanh niên này đã chở nhau đến gây nổ ở trụ sở công an phường 12 trên đường Trường Chinh, quận Tân Bình. Xin thưa là bị cáo Nam rất trẻ, những vị cáo này tuổi đời chỉ có 24-27. Thì qua kết quả điều tra xác minh cho biết, Minh đứng ngoài chờ và Nam vào gặp nữ cán bộ. Đây là một nữ cán bộ công an tiếp dân. Thì chúng ta thấy rằng sau đó thì giả vờ quên hộ khẩu rồi đi ra ngoài để mà trốn thoát, và trên đường trốn thoát thì kích nổ 2 quả mìn vì tại cái khu vực trụ sở phường 12 quận Tân Bình này
đã gây những thiệt hại về tài sản và làm bị thương hai người. Thì chúng ta thấy rằng tổ chức này rất quyết liệt trong cái vấn đề tạo khủng bố tràn lan, thưa quý vị, chế ra hàng chục trái bom hoặc trái nổ. Thì theo chỉ đạo từ nước ngoài của Ngô Hùng, Nguyễn Khanh đã giao thêm 3 trái cho Nguyễn Minh Tấn, người được phong là tư lệnh quân khu 4, đóng ngoặc và mở ngoặc, để mà khủng bố các cơ quan trụ sở nhà nước ở Hậu Giang, Kiên Giang. Thì tiếp sau đó thì Nguyễn Khanh không liên lạc với ai cho đến khi bị bắt. Thì trong cái quá trình hoạt động cho tổ chức Triều Đại Việt, Nguyễn Khanh còn cung cấp một cái danh sách hình ảnh 24 người khác để giới thiệu vào tổ chức Triều Đại Việt, giao 40 lá cờ hiệu của tổ chức Triều Đại Việt cho Nguyễn Thị Bích Vân. Thì khai với tòa, bị cáo Nguyễn Khanh cho biết rằng đây là danh sách giả. Việc giao nộp danh sách giả này nhằm mục đích hoàn thành nhiệm vụ được giao là lôi kéo thêm người vào tổ chức để có cớ moi tiền Ngô Hùng và tạo sự tin tưởng từ Ngô Hùng để Ngô Hùng có thể gọi là rót thêm tiền, thưa quý vị. Nói chung là cũng thuộc loại cáo già với nhau, lừa gạt. Ngô Hùng thì chắc ở Canada cũng hí hửng được một cái danh sách gọi là nằm vùng, danh sách là thành viên của tổ chức. Cho nên chẳng có gì ngạc nhiên khi mà rót lên tới 315 triệu đồng tiền Việt. Thì trong cái tổng số mà số tiền nhận được thì ông chuẩn tướng đóng ngoặc và mở ngoặc, kiêm tỉnh trưởng Đồng Nai mở ngoặc và đóng ngoặc, chỉ sử dụng có hơn 20 triệu đồng cho công việc của tổ chức, phần còn lại là tiêu xài cá nhân. Thì chúng ta biết rằng toàn là phường mạt cưa mướp đắng, thành phần cũng thuộc loại ất a ơ, thưa quý vị, tham gia tổ chức gọi là làm vì tiền, không phải vì lý tưởng. Thì tổ chức của Triều Đại Việt này chủ trương là tập hợp người Việt trong nước và ngoài nước, sử dụng phương pháp bạo động, khủng bố nhằm chống phá chính quyền nhà nước Việt Nam, thành lập các căn cứ tại nhiều tỉnh thành ở Việt Nam để tiến tới lật đổ chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và ủng hộ những lãnh đạo của Triều Đại Việt để về lãnh đạo đất nước, thưa quý vị. Thì đó là chủ trương của Triều Đại Việt. Thì hôm nay Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp tục xét hỏi bị cáo Vũ Hoàng Nam, 24 tuổi, rất trẻ, thưa quý vị. Thì bị cáo Vũ Hoàng Nam này đã thừa nhận là đã đặt hai quả nổ ở Công an phường 12 quận Tân Bình sau khi nhận lệnh từ Ngô Hùng từ Canada. Xin thưa là Ngô Hùng này ở Canada, không phải ở Mỹ. Canada là một quốc gia ở phía bắc của nước Mỹ. Tại vì nhiều người cũng thắc mắc là chống cộng thường hay ở Mỹ, nhưng mà đây là một cái điều khá đặc biệt là người chống cộng lại ở Canada. Điều thứ hai là Ngô Hùng này từng bị kết án tử hình năm 1979. Sau đó được giảm xuống chung thân và được tha bổng, thưa quý vị. Thì với cái tư tưởng thù hằn chính quyền Việt Nam như thế, một người từng bị tử hình cho nên rất là bạo động, cho nên là đã ra lệnh là gây nổ ở bất cứ cơ quan nào của Việt Nam, thưa quý vị. Thì Vũ Hoàng Nam này đã nhận được lệnh như thế và đã cho nổ hai quả nổ và khiến cho hai người bị thương và thiệt hại nhiều tài sản ở trụ sở Công an phường 12 quận Tân Bình. Thì trong buổi xét xử, bị cáo Vũ Hoàng Nam đã thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố và cho biết rằng đã quen biết với lại Ngô Hùng hay là Ngô Văn Hoàng Hùng, 68 tuổi, qua mạng xã hội từ đầu năm 2018.
Thì sau khi liên lạc với nhau ở cái tổ chức gọi là Triều Đại Việt ở Canada, thì Vũ Hoàng Nam này được Ngô Ngọc Hùng, tức là Vũ Hoàng Nam khai nhận là được Ngô Hùng, tức là Tổng Tư lệnh, xin đóng ngoặc và mở ngoặc, tổ chức Triều Đại Việt ở Canada từ đầu năm 2018. Sau 4 tháng làm quen thì Vũ Hoàng Nam này được Ngô Hùng kết nạp vào tổ chức Triều Đại Việt và giao nhiệm vụ là đăng các video của tổ chức lên trang mạng của tổ chức, thưa quý vị. Thì chiều ngày 17 tháng 6 2018, Vũ Hoàng Nam đã được yêu cầu đi gặp tỉnh trưởng Đồng Nai Nguyễn Khanh ở Đồng Nai. Thì cái chức tỉnh trưởng Đồng Nai này là được Ngô Hùng phong cho, thưa quý vị. Ông Hùng tự phong là Tổng Tư lệnh và phong cho ông Nguyễn Khanh là tỉnh trưởng tỉnh Đồng Nai, xin đóng ngoặc và mở ngoặc. Tiếp theo là chức chuẩn tướng tỉnh trưởng tỉnh Đồng Nai. Và Vũ Hoàng Nam này đã đi gặp ông Nguyễn Khanh để lấy những cái trái nổ. Thì 2 hôm sau, Vũ Hoàng Nam gặp Nguyễn Khanh tiếp và được người này chỉ đạo cho gặp Dương Bá Giang. Dương Bá Giang là cái người mà đã chế tạo ra cái bộ viễn khiển remote kích nổ từ xa tại một cái quán cà phê cùng với Dương Khắc Minh. Dương Khắc Minh là một tân binh 27 tuổi, mới được Dương Bá Giang giới thiệu cho tổ chức Triều Đại Việt. Thì cả hai, Nam và Minh, nhận 2 quả nổ và được sử dụng kèm theo cái lệnh là cho nổ bất cứ cơ quan nhà nước nào để gây tiếng vang cho tổ chức Triều Đại Việt. Thì kèm theo 2 quả nổ thì cả hai nhận được thêm 2,5 triệu đồng tiền Việt, cùng nhau đi về thành phố Hồ Chí Minh ngay trong đêm. Và Nam nói cho mình biết về cái tổ chức Triều Đại Việt của Tổng Tư lệnh đóng ngoặc và mở ngoặc Ngô Hùng, và nhiệm vụ là sẽ được tổ chức giao phó, thưa quý vị. Đến sáng ngày 20 tháng 8 năm 2018 thì bộ đôi Nam và Minh về đến nhà trọ của mình ở quận 9, tiếp tục mua băng keo, hộp cạc tông để ngụy trang làm thành 2 gói quà và giấu 2 quả nổ bên trong. Thì trưa cùng ngày, bộ đôi này dùng xe máy đi về hướng Tân Bình và đã chọn trụ sở công an phường 12 trên đường Trường Chinh, gần nơi ở của gia đình Nam. Thì Minh đứng chờ ở ngoài, Nam vào gặp nữ công an tiếp dân và giả đò xin giấy xác nhận hãnh kiểm, đặt ba lô màu đen có hộp chứa quà với cái quả nổ gần ngay đó, rồi nói nhăng nói cuội, lấy lý do là quên hộ khẩu, thưa quý vị, để đi về nhà để mà lấy hộ khẩu trở lại trụ sở công an. Thì Nam ra ngoài tiếp tục đến cái nơi để xe của các khách hoặc là dân tới đồn công an, thì đặt cái gói quà với cái quả nổ thứ hai. Sau đó Nam đi ra xa cùng với mình kích nổ 2 quả nổ, thưa quý vị, rồi tẩu thoát. Thì vụ nổ khiến cho cô nữ công an tiếp dân bị thương và một người khác bị thương, và nhiều xe máy và tài sản hư hỏng. Thì sau đó Nam và Minh bỏ trốn về Đồng Nai, gặp Nguyễn Khanh, chuẩn tướng tỉnh trưởng tỉnh Đồng Nai, để nhờ dắt đi đi trốn. Thì sau đó Nguyễn Khanh nói với Giang là dắt 2 người này đi thuê phòng ở gần cái khu vực Hồ Nai, Đồng Nai để ẩn nấp. Và 8 ngày sau đó, khi thấy sự việc có vẻ yên ắng, thì Nam và Minh chia nhau bỏ trốn, mỗi người một nơi. Đến ngày 1 tháng 7, 2018,
Nam từ Đắk Nông đi về hướng thành phố Hồ Chí Minh tìm đường trốn sang Campuchia thì bị cảnh sát bắt. Được biết chiến dịch truy bắt cảnh sát này do một thượng tá công an rất trẻ, thưa quý vị. Và chiến dịch truy bắt này lên tới 200 công an. Thì Khanh cùng với những người còn lại lần lượt bị bắt sau đó. Thì chúng ta thấy rằng tiếp theo là bị cáo Dương Khắc Minh khai với tòa án và hội đồng xét xử là vừa được kết nạp vào tổ chức Triều Đại Việt ngày 19 tháng 6 2018 qua lời giới thiệu của Dương Bá Giang, thì chỉ tức là một ngày trước khi cùng Nam đi đặt mìn. Tiếp theo là bị cáo Dương Bá Giang cũng thừa nhận hành vi như bản cáo trạng truy tố và cho biết là nhiệm vụ của mình là nghe theo chỉ đạo của tỉnh trưởng tỉnh Đồng Nai Nguyễn Khanh kiêm chuẩn tướng, đóng ngoặc và mở ngoặc. Toàn là lon lèo không thưa quý vị, toàn là lon lèo, nhưng mà báo cáo chuẩn tướng, báo cáo tỉnh trưởng Đồng Nai rồi. Thì suốt quá trình chế tạo bộ phận kích nổ, bị cáo chỉ nhận được có 1 triệu rưỡi đồng tiền Việt và đã đi mua 13 cái remote, mua thêm đồ và mua xăng để chạy xe máy. Và tương tự thì các bị cáo khác trong tổng số 19 người đều thừa nhận theo cáo trạng truy tố. Về vụ án này thì đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cho biết hành vi của bị cáo Nguyễn Giang cùng đồng phạm là rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm an ninh quốc gia. Tuy nhiên, cơ quan công tố cũng ghi nhận rằng các bị cáo đã ăn năn hối hận và phạm tội do bị lôi kéo. Từ đó, Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Khanh 19-20 năm tù về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, 3 năm về tội chế tạo, tàn trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ, tổng hợp hình phạt là 22-24 năm. Bị cáo Dương Bá Giang, Nguyễn Minh Tấn là một người đặc biệt được Ngô Hùng phong cho chức tư lệnh quân khu 4 với nhiệm vụ là phát triển tổ chức ở miền Tây, bị đề nghị 17-18 năm tù. Các bị cáo Vũ Hoàng Nam, Dương Khắc Minh, Phạm Trần Phong Vũ bị đề nghị 16-17 năm tù. Còn những người còn lại bị đề nghị từ 2-14 năm tù. Thì đó là tin tức từ tòa án xét xử Triều Đại Việt, thưa quý vị. Đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Và xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.